Mến chào tất cả các anh chị, rất vui khi gặp lại các anh chị trong video thứ hai của chuỗi video tổng hợp các tình huống sai lệch số liệu và hướng dẫn anh chị cách xử lý. Như trong buổi 1 em có giới thiệu với các anh chị là chuỗi này chúng ta sẽ có 10 video và tương ứng với mỗi video là một phương hệ. Thì hôm nay là buổi thứ hai và chúng ta đi đến phương hệ ngân hàng. Thì đối với phương hệ ngân hàng thì chúng ta sẽ có những cái tình huống sai lệch là những tình huống nào? Thì chúng ta sẽ có hai tình huống cơ bản nhất. Tình huống 1 là tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng 112. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Và tình huống thứ hai là làm thế nào khi số dư tài khoản 112 trên bảng cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng. Vậy video này sẽ hướng dẫn các anh chị xử lý hai tình huống trên. Và anh chị chuyển sang giao diện phần mềm để chúng ta xử lý từng tình huống một. Tình huống đầu tiên, tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng tài khoản 112. Thưa anh chị, đây chính là giao diện của phần mềm Amix kế toán. Thì đối với tình huống đầu tiên thì làm sao chúng ta phát hiện được nguyên nhân chênh lệch? Anh chị nhấn vào phân hệ tiền gửi. Tiếp theo anh chị nhấn vào tab thu chi tiền. Tại đây anh chị sẽ thấy số dư tiền gửi của sổ tiền gửi chúng ta là 1.685.666.667 đồng. Sau đó anh chị vào tiếp báo cáo sổ tiền gửi ngân hàng. Anh chị bấm chọn tham số và thiết lập đơn vị cần xem dữ liệu. Kỳ báo cáo là năm 2022. Tài khoản kế toán là tài khoản nào? Loại tiền ở đây anh chị chọn tổng hợp để có thể lên dữ liệu ở các loại tiền khác. Sau đó anh chị nhấn xem báo cáo. Rồi tiếp theo anh chị kéo thanh cục xuống dưới, anh chị nhìn thấy là tồn quỹ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 của chúng ta là 1.687.666.667 đồng. Thì với cái số tồn này thì chúng ta đối chiếu lại với báo cáo tại giao diện thu chi tiền thì chúng ta thấy có sự chênh lệch. Ở đây thì chúng ta thấy là 1.685.666.667 đồng, nhưng trên báo cáo là 1.687.666.667 đồng, có nghĩa chúng ta đang lệch 2 triệu. Vậy để giải quyết tình huống này chúng ta sẽ làm như thế nào? Anh chị thực hiện theo hai bước như sau. Bước 1, anh chị nhấn vào lọc. Anh chị thiết lập lý do thu chi là tất cả, tài khoản ngân hàng không cần chọn. Trạng thái ghi sổ thì anh chị chọn đã ghi sổ giúp em. Và anh chị chọn thời gian là từ ngày 1 tháng 1 năm 1000 đến năm 9997. Sau đó anh chị nhấn lọc. Sau khi anh chị lọc xong, anh chị sẽ phát hiện có những chứng từ không cùng năm tài chính với năm mà mình lọc báo cáo ở phần báo cáo tiền gửi. Và anh chị chuyển sang bước thứ hai là anh chị mở tất cả các chứng từ này ra, kiểm tra ngày hạch toán, ngày chứng từ. Nếu mà chúng ta đang sai những cái dữ liệu này thì chúng ta sẽ phải mở ra và sửa lại. Anh chị nhấn vào chứng từ. Anh chị tiến hành bỏ ghi, sửa và chúng ta sửa lại ngày hạch toán của năm hiện tại mà chúng ta lưu lại. Thì số dư tiền gửi ở giao diện thu chi tiền nó vẫn không thay đổi trong trường hợp anh chị có sửa ngày tháng, nhưng mà không sửa số tiền đối với các chứng từ anh chị hạch toán những năm khác của năm tài chính hiện tại. Rồi, tiếp theo anh chị chuyển sang báo cáo sổ tiền gửi ngân hàng, anh chị kiểm tra lại dữ liệu. Anh chị sẽ nhìn thấy tồn quỹ tiền gửi ở báo cáo sẽ khớp với số dư tiền gửi ở giao diện thu chi tiền. Như vậy, anh chị đã xử lý xong tình huống đầu tiên. Chúng ta chuyển sang tình huống thứ hai là làm thế nào khi số dư tài khoản 112 trên bảng cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng. Thì biểu hiện của tình huống thứ hai này là trường hợp với tài khoản 112 trên hệ thống tài khoản của doanh nghiệp chúng ta đang chia thành nhiều tài khoản con và mỗi tài khoản con thì tương ứng với một ngân hàng. Thì khi đối chiếu số dư các tài khoản con của tài khoản 112 trên bảng cân đối số phát sinh sẽ không khớp với sổ tiền gửi ngân hàng. Trên giao diện Amix kế toán, anh chị nhấn vào tính năng mở rộng tất cả danh mục hệ thống tài khoản, anh chị kiểm tra tài khoản 112 chúng ta có tiểu khoản ra theo từng ngân hàng không. Thì đối với dữ liệu này anh chị thấy em tiểu khoản 11211 là tiền Việt Nam tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và 11212 là tiền Việt Nam tại ngân hàng Nông nghiệp. Có nghĩa là chúng ta đang tiểu khoản để theo dõi theo từng ngân hàng. Thì lưu ý khi mà chúng ta hạch toán tất cả những cái nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi thì anh chị sẽ phải chọn đúng cái tài khoản ngân hàng tương ứng với từng ngân hàng mà chúng ta đang giao dịch. Rồi. Thì lưu ý là khi anh chị lập một chứng từ thu chi bất kỳ á, thêm chứng từ thu chi bất kỳ thì anh chị lưu ý là tài khoản ở trên đây phải tương ứng với tài khoản hạch toán ở bên dưới. Anh chị chọn ở trên này là tài khoản ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thì bên dưới tài khoản kế toán cũng phải là của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vậy đối với biểu hiện này thì anh chị sẽ xem dữ liệu ở đâu để chúng ta phát hiện được?
Anh chị sẽ vào phân hệ tổng hợp. Anh chị chọn báo cáo. Anh chị kiểm tra bảng cân đối tài khoản, mẫu quản trị. Thiết lập tham số là đơn vị nào và kỳ xem báo cáo là kỳ nào. Bậc tài khoản anh chị lưu ý anh chị lấy đến bậc 3 giúp em. Và không cần hiển thị số dư hai bên, anh chị nhấn xem báo cáo. Rồi, ở đây anh chị sẽ thấy là số dư của tiền tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng là tương ứng là tài khoản 11211 của chúng ta là có 1.635.666.667 đồng. Còn tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp của chúng ta đang có 270 triệu. Rồi, anh chị lưu ý hai con số này giúp em. Sau đó anh chị nhấn vào phân hệ tiền gửi, anh chị nhấn vào báo cáo, anh chị mở bảng kê số dư ngân hàng. Anh chị thiết lập tham số giống với tham số mà anh chị thiết lập ở trên bảng cân đối tài khoản là đơn vị nào, kỳ nào và thời gian xem báo cáo là thời gian nào. Ở đây lưu ý giùm em chọn tài khoản là 1121 để có thể xem được nhiều ngân hàng và anh chị xem báo cáo. Rồi, anh chị sẽ nhìn thấy số dư cuối kỳ ở tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chúng ta chỉ có 16 triệu mà trên bảng cân đối tài khoản chúng ta có đến 270 triệu. Số dư ở Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thì chúng ta đang có số dư cuối kỳ là 1.889.488.585 đồng. Có nghĩa chúng ta đang có sự chênh lệch giữa bảng kê số dư ngân hàng với bảng cân đối tài khoản. Và lưu ý là bảng kê số dư ngân hàng này thì chúng ta đối chiếu với số phụ ngân hàng mà chúng ta lấy ở từng ngân hàng về. Là chúng ta sẽ kiểm tra số dư cuối kỳ này có khớp với số phụ ngân hàng không. Thì nếu khớp với số phụ ngân hàng thì chỉ có chúng ta hạch toán sai tài khoản khi chúng ta lập từ. Và để khắc phục cái tình huống này thì anh chị sẽ làm các bước như sau. Bước 1, anh chị nhấn vào phân hệ tiền gửi, chọn báo cáo, sổ tiền gửi ngân hàng. Ở đây anh chị thiết lập tham số là đơn vị cần xem báo cáo, kỳ báo cáo là năm nay. Tài khoản anh chị chọn tài khoản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng để mình đối chiếu dữ liệu trước. Tài khoản ngân hàng anh chị chọn tất cả giúp em. Vì sao là mình chọn tất cả anh chị ha? Vì ở đây là mình cần phải xác định là mình có hạch toán sai tài khoản hay không. Thì để biết được sai tài khoản hay không á, thì anh chị sẽ chọn là tất cả ngân hàng để xem nếu ngân hàng nào mà không khớp với cái tài khoản này mà xuất hiện trên dữ liệu thì chúng ta sẽ sửa những cái dữ liệu ở các ngân hàng khác. Rồi anh chị đang xem báo cáo. Tại đây anh chị thấy là tài khoản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nó sẽ có dữ liệu phát sinh ở trên đây là đúng. Có nghĩa dữ liệu này là dữ liệu đúng. Còn tiếp theo, cũng tài khoản kế toán là 11211 của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, tuy nhiên có phát sinh dữ liệu của tài khoản ngân hàng là Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Có nghĩa anh chị đang hạch toán chọn tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhưng anh chị lại chọn tài khoản kế toán của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Như vậy anh chị đang hạch toán bị sai tài khoản kế toán. Anh chị chuyển sang bước thứ hai, mở từng chứng từ này và chúng ta sửa lại tài khoản kế toán cho đúng. Rồi anh chị nhấn bỏ ghi. Anh chị bấm sửa. Anh chị kiểm tra là tài khoản này là chúng ta đang theo dõi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì tài khoản kế toán này cũng phải của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau đó anh chị lưu lại. Và anh chị làm tương tự cho các chứng từ khác như ủy nhiệm chi số 8. Anh chị cũng bỏ ghi. Rồi, trên đây là anh chị đang theo dõi theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì bên dưới này cũng phải tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Rồi anh chị lưu chứng từ này lại. Rồi, sau đó anh chị có thể bấm vào nút lấy lại dữ liệu thì chúng ta sẽ không thấy có sự chênh lệch giữa tài khoản kế toán 11211 với tài khoản ngân hàng. Tại vì ở đây anh chị theo dõi 11211 là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thì bên dưới là tài khoản ngân hàng cũng 11211. Thì số dư của chúng ta đến thời điểm hiện tại của 11211 là 1.889.488.585 đồng. Là số tiền gửi ngân hàng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Và anh chị có thể kiểm tra trên bảng cân đối tài khoản xem dữ liệu có khớp với cái báo cáo trên số tiền gửi không. Anh chị bấm vào phân hệ tổng hợp, chọn báo cáo và bảng cân đối tài khoản. Rồi anh chị kiểm tra là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số dư cuối năm 2022 cũng 1.889.488.585 đồng. Và nếu mà trường hợp có những ngân hàng khác mà lỗi tương tự như thế này thì anh chị cũng làm thao tác giống như em để mà chúng ta khắc phục được cái tình huống thứ hai này. Và như vậy chúng ta đã khắc phục được tình huống thứ hai. Và video tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị một số cái tình huống sai lệch ở trên phân hệ mua hàng và cách xử lý. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Anh chị hãy like, share, subscribe kênh để nhận được các video hướng dẫn anh chị sử dụng phần mềm kế toán Visa. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Mến chào và hẹn gặp lại.